vô đi không? Cảm ơn các cầu thủ đã thuê đến từ Campuchia. Cần này đã đóng góp rất nhiều cho trận đấu. Mời đại diện ba đội. Ba đội giải ba. Mời ba đội đồng hàng giải ba. NTT Data. Evo và Code 88. Đâu rồi? Đổi qua đây. Mời đại diện ba đội. Ba đội đồng giải ba. Đồng giải ba. Mời đội trưởng Murakami. Trao giải thưởng cho các đội. Mời quay lại đứng bên này đi. Đúng rồi, không không anh đứng ra chụp hình được rồi. Đứng chụp hình. Các bạn qua đây đi. Đại diện của NTT Data tôi. Kế tiếp Evo. Lê Nguyên Kha đại diện cho Evo, cầu thủ số 7 Zoro. Máy ảnh bên đây mà. Bên đây nhìn. Cảm ơn sự tham gia nhiệt tình của Evo. Cảm ơn. Đội thứ 3 đội Code 88, xin mời đội Code 88. lại có một sơ suất nhỏ cho việc trao giải nên là trao nhầm giải nhì cho giải ba. Không cảm Oscar còn nhầm mà đúng không? Rồi bây giờ là đội giải nhì. Giờ đây. Mời toàn đội các bạn đi lên nhận giải nhì. Đồng đội nhà đã lấy cúp rồi. Nhớ cho mọi chụp cái hình đem về đưa đồng đội. Rồi ok. Cảm ơn các bạn đã tham gia rất nhiệt tình cho giải đấu ngày hôm nay. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong trận đấu sau. Để ấy anh có chụp hình rồi để về anh xem lại cho. NTC Việt Nam nhà tân vô địch năm nay. Quay lại con. Yeah. Xin cảm ơn. Hẹn gặp lại sang năm NEC. Cảm ơn NEC Data. Cảm ơn các bạn. Em là Tuấn. Nhất anh là Nhi. Đây. Cái gì? Năm sĩ nè. Ok, rồi để đi. Ok, để đi. Không có chuyện đó.